Bây giờ mình hỏi Thành câu này nó hơi tế nhị xíu, trả lời được thì trả lời, không trả lời được thôi không sao nha. Dạ, thôi mày. Một số bạn hỏi là đi qua đây một năm em làm được ra bao nhiêu tiền, cái giai đoạn mà em đi làm farm bao Dạ. nhiêu tiền, rồi em xài hết bao nhiêu tiền, còn dư lại được bao nhiêu tiền, rồi em chia sẻ tiếp, rồi em có dự dự định gì cho tương lai, tính đường ở lại Ban đầu thì không có định hướng ở lại đấy đâu. Em tính làm trong 3 năm thì em về Việt chưa? Nam. Em thích về Việt Nam hơn, thật sự. Nhưng mà thôi thì ở đây về tình hình vừa rồi ở Việt Nam dịch cũng mạnh quá ấy. Nghe bên chỗ công việc đâu cũng suôn sẻ. Ở Việt Nam thấy mấy bạn bè cũng mất việc đồ này kia. Với cả làm trong ngành thì ngành y thì vất vả quá. Chắc chắn là em không quay lại làm ngành y thôi. Em chỉ làm cái ngành đông y của em thôi. Em chưa có học với làm đông y thì sang đấy vẫn học với giúp mấy người, sang đấy vẫn giúp mấy người làm để mình giữ cái tay nghề thôi. Vẫn thích nhất là làm doanh nghiệp. Nên sau đó thì có cả tí tài chính đầu tư này kia, đang học hành thêm. Sang đây anh em bạn bè bên này cả cánh lớn đây, cả bạn bè với những người trường học chia sẻ này thì định hướng ở lại đi. Không mất chi cả, sau này có tiền cũng ở lại được đâu, thì thời gian giờ đang còn trẻ. Thì nếu mà em muốn gia hạn thì em cứ gia hạn cho nó chắc à. Dạ. Thì nhiều bạn sẽ đi theo con đường khó khăn, ví dụ như em là may mắn hơn mấy bạn khác là em có background, em có học hành đàng hoàng đúng không, thì em học nữa thì cũng không có khó đối với em. Còn mấy bạn khác thì không có học nhiều quá, nói chung là mấy bạn cũng ra trường hoặc là sinh viên nhưng mà mấy bạn không có trải nghiệm nhiều, với lại không có nhiều kinh nghiệm sống như em đúng không. Em ở quá trời tỉnh luôn, Nam Bắc gì đó em chiến láng hết đúng không, Đi rào Nam Bắc em làm hết. cũng gần hết Việt Nam đấy, đi em đi chắc cũng được hơn một quả nửa tỉnh đấy. Em quê miền Trung giống như anh à, em cũng ra Bắc cũng vào Nam cũng giống như anh luôn, anh đi láng hết. Hồi anh là sinh viên là anh đi Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Sa Dạ. Pa, đi láng hết Yeah. đó. Hồi sinh viên là anh chơi láng hết đó. Rồi xong rồi miền Tây rồi miền Trung, miền Trung thì khỏi nói rồi. Hoan bây giờ quay lại với công việc hiện tại đi, từ lúc em xuống Melbourne đi thì Dạ. sao, mình xong rồi em làm cái gì, sau đó em chuyển qua em làm cái gì, làm bao À. nhiêu job rồi để em biết luôn, anh tư vấn thêm nữa. Dạ, xuống Melbourne thì em cũng khá là nhiều đấy. Xuống Melbourne thì có bạn em ở đây cũng làm bên mảng xây dựng, thì cũng đi phụ làm handyman, cũng đi ụp làm gạch nhẹ nhẹ sơ sơ để làm gỗ. Bên quê em hay làm gỗ nhiều, gạch làm gỗ để làm ga. Em thì cũng chịu được lạnh nên là không có bón ga được, cũng làm hãng, chủ yếu là làm hãng ấy ạ. Ủa mà làm handyman rồi phụ mấy anh lót gạch rồi này nọ cũng biết làm sơ sơ về xây dựng rồi, mà em có tìm hiểu sâu hơn về ngành xây dựng không? Ngành xây dựng anh thấy là kiếm tiền cũng khá khá là ngon. Giờ cũng em thấy nói chung làm bên mảng xây dựng dễ dễ kiếm tiền đấy. Em thấy như làm job vừa vừa lên, nói chung chủ thì những người nhận điều đó là chắc Mấy ngàn là ít rồi, 500 là ý gì, còn gửi ngàn là 700 ngàn là tiền thấy bình thường rồi. dạ. Hôm bữa em đi em thấy rồi đó, mấy cái chốt mà anh làm á. Hôm bữa thì mình đi đi hôm bữa mình đi chắc cũng được khoảng 6 7 căn, là anh không có giới thiệu với mọi người nhiều á, tại vì đi trong vòng có 3 tiếng à đó. Chứ Dạ. anh cái khu mà hôm bữa lúc đó em gặp căn đầu tiên á là anh tới tới cả chục 20 căn ở chỗ đó luôn á. Anh nhận một lần cũng phải là 5 7 chốt á. Em làm xây dựng em thấy em có khả năng làm ở đó không, hay là em thích cái đó không, hay là em vẫn thích vô hãng làm để cho nó ổn định hay sao? Thực ra thì làm việc gì thì em cũng nói khó thì mình học là được hết rồi. Kỹ năng thì mình làm nhiều là nó khá mà. Chứ kiểu tạm thời kiểu làm hãng thì trước giờ quen rồi, làm để công việc cũng không có nặng nhọc mà cũng mọi người cũng vui á, nên vẫn cứ tạm thời làm vậy. Nhưng mà đợt này em lại tính chuyển sang này mới đi học hành bất động sản đồ các kiểu á, thì khả năng tính đường dài đồ định cư bên này đồ các kiểu thì cũng bỏ hàng đấy để kiếm một cái gì đó mình làm để định hướng lâu dài luôn á anh ạ. Kiểu mình có một cái nghề của mình ấy. Nói chung là mấy bạn học bất động sản thì các bạn phải đi khảo sát nhiều bất động sản đúng không? Không thể Dạ. nào mình học cái đó xong rồi mình không chịu làm cái đó là cũng không được. Và đầu tư bất động sản thì cũng phải cần các bạn có thời gian để các bạn đi trải nghiệm. Ví dụ như anh ấy, đầu tiên anh cũng chập chững qua Úc thì anh cũng bắt đầu học cắt cỏ, dọn vườn, làm builder clean, rồi bắt đầu làm end of lease clean, rồi anh làm mấy cái đó quen với builder. Builder nó dạy anh mấy cái này, dạy cái kia, rồi bắt đầu từ từ bắt đầu đi nhận nhà để sửa rồi đó. Nếu mà em muốn thì cứ theo theo anh rồi đi coi mấy anh em làm sao. Nếu em thấy ok hợp thì mình làm, anh giao job cho em làm. Anh thấy là nhanh nhạy lắm á, thấy mới qua đây mà xe cộ lái ngon lành rồi. Rồi nói chung tư duy cũng tốt, và thứ hai nữa là em trải nghiệm nhiều á, em đi nhiều em cũng biết, em cũng rất là flexible để em làm việc.
anh nghĩ cái đó nó sẽ hợp với em hơn. Đó là cái nhận định của anh sau sau 2 lần gặp em, còn thấy rất là vui vẻ đó. Bữa đó là anh lên City, anh mua mấy cái đồ Nike, rồi anh đi Myer anh mua mấy cái đồ cho bà xã nữa đó. Xong hết rồi anh về đó là vợ anh nói là vô đâu đó mua mấy cái đồ để về làm đồ ăn, làm bánh rồi này nọ. Xong vô mua xong anh chuẩn bị đi về, tại 10 giờ mới về đón con rồi. Xong ra thấy gặp em đó. Em thấy ở thấy cái đó đây đi kiếm chỗ parking là rất là lâu rồi. Rồi giống như cái thằng từ phía sau ra thấy ủa sao cái xe này cũng khá là nhìn em thấy quen này. Mà không có Anyway. nhận anh ơi thấy chúng mà thấy quen thiệt này. Xong một tí thấy ra thấy cho anh selfie đây ơi anh Tâm này. Thấy cầm điện thoại là thấy giống giống à. Bây giờ em làm hãng là em làm như thế nào, người ta roster cho em như thế nào? Em làm hãng thì có nhiều nói chung có nhiều giờ cho mình chọn đấy, nhưng mà em chọn làm giờ hành chính á, làm giờ cho nó thoải mái thì làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều anh ạ. Còn có hôm nào cần việc thì mình làm từ cả sau 2 giờ chiều đến khoảng 8 giờ tối đấy, hoặc là tùy tùy việc, nếu mà họ cần thì họ báo với mình anh. Thì mình làm cái cuối tuần rảnh rảnh mà bên mấy đứa bạn mà nó cần việc thì phụ thì kêu thì mình đi đi phụ. Nhưng mà cái đó là em đi làm em phụ thôi, bây giờ cố gắng thêm một bước nữa đi, cố gắng thêm một bước nữa thì nếu mà em muốn thì anh hướng dẫn cho đi nhận thêm job để mà làm, hoặc là anh có thể nhận job và đưa cho em làm thử. Bắt đầu em nâng lên một cái level lên cao hơn chút xíu nữa, là mình cố gắng mình làm sao để mình đi lấy job và mình đi, nói chung là cứ em làm một việc gì đó em cố gắng em làm trọn vẹn một mình em thôi, không cần phải ai trợ giúp hết, để cho em tự tin cho cái job đó, rồi là sau đó tự tin là coi như là em cứ phát triển lên. Cái chuyện mà đối với anh mà kiếm 100.000 đô một năm á, là cái chuyện không hề khó, mình phải tự chủ công việc của mình chứ mình không có phụ thuộc vào người khác nữa. Anh nghĩ trải nghiệm 2 năm em cũng cũng đã đủ rồi đúng không, làm farm thì cũng đã đủ rồi, rồi thêm làm gà rồi làm mấy cái hãng này nọ em cũng biết nhiều rồi đó. Anh vẫn có rất là nhiều job mà anh bỏ anh không làm, anh rất là bận đó, thì có thể là giao lại cho mấy bạn em làm thử coi như thế nào, thử challenge bản thân mình coi như thế nào. Bằng lái là em đã có bằng ở bên Úc chưa hay là em vẫn sử dụng bằng Việt Nam? Em bằng phu ở bên này đấy anh ạ. Em có bằng Việt Nam đổi quá. Thì ba quy trình giống như ở Việt Nam mình luôn Thì đấy. anh hết Đồng minh thương ấy. Thì xong thì họ cập cho bằng phu luôn. Cái thi bằng lái sau với cả giấy tờ của Úc em để suôn sẻ hết cỡ luôn. Ở vừa mới xuống đây mấy thằng kia đăng ký có cả cả nửa năm cả năm nó không không được. Thế là em điền ông thầy kia bảo thầy cho em 2 tiếng dạy em lái xe đi, em cũng biết lái sơ sơ rồi. Thế ông thầy lại xong hỏi có đăng ký thi không? Ô đăng ký được rồi thầy. Đưa tên đây, đưa ngân hàng đây. Thế là chụp hình xong này ông thầy bảo sáng tuần đi thi nha con. Đi được rồi thầy. Bảo thi luôn. Thầy bảo có lịch thi rồi nha con. Hôm sau để đi thi lại. Thế là đi lại luôn. rồi ok, Thuận có câu hỏi nào hỏi cho bạn Thành, mấy anh em nói chuyện đi. Rồi qua qua bên đó là đi cái diện 462 này á, có những bạn mà được cấp visa mà mấy bạn nó không không biết phải đi đâu hết, không biết phải đi đâu về đâu, không biết qua đó ai đón hết, thì đi như thế nào? Hồi đó Thành có bị như vậy không? Ban đầu thì cũng nói chung là cử mọi người ở trên nhóm rất là nice anh ạ. Giờ việc thì đợt đấy là trùng kiểu việc bên này thì việc cân người ấy, kiểu người trầm trọng nên lên nhóm chỗ này cần người chỗ kia cần người, thì mình em cũng hỏi đâm thẳng vào mấy anh đó bảo việc bên đó thế nào anh thế này kia, anh họ đi làm nhưng mà khi nào anh rảnh thì cho em xin 5 phút đến nói chuyện ok luôn. Thế là trao đổi đi, mọi người cũng nhiệt tình lắm, xong xuôi thì là bảo ok đến địa chỉ là chỗ này này, đâu khi nào tới thì anh ấy có quen thằng Uber này này thì qua đó là cứ vậy thôi, cứ mạnh mẽ đi anh, không có phải lo gì cả. Có điện thoại về có mạng là được, không có tiền về có mạng là được, không phải không lo gì hết cả. Với cả sáng đấy mình nhiều mà chứ anh sáng đấy có anh Tấn này có em này mạnh mẽ luôn có sao đâu. Không thì anh thì qua đó là chắc chắn là qua chỗ anh Tâm rồi, nhưng mà cái này mình hỏi để cho những cái bạn mà bạn không biết á, tại thấy có nhiều bạn được visa rồi cuối cùng cũng không có quyết định đi, do lúc nãy giống như Thành nói lúc nãy là sợ này sợ kia rồi không đi đó. Cái gì không biết thì mình cứ lên nhóm hỏi thôi, mọi người ở trên đó ai cũng nhiệt tình hết á, nó bảo chỉ này bước này này bước kia này. Nên chẳng hạn là ở chứ em biết ngủ ở đâu hay là cái gì họ chỉ cho luôn. Đúng rồi, thấy nhiều bạn không có biết á chứ, không có rành chứ, thấy
ví dụ đi mà không biết ở đâu á thì book đại một cái Airbnb nó đó mấy ngày ở trong đó vô nó cũng dễ đâu có gì khó đâu. Rồi. Bây giờ mình hỏi Thành câu này nó hơi tế nhị xíu, trả lời được thì trả lời, không trả lời được thôi không sao nha. Dạ thoải mái. Một số bạn hỏi là đi qua đây một năm á, em làm được ra bao nhiêu tiền, cái giai đoạn mà em đi làm farm á, bao nhiêu tiền, rồi em xài hết bao nhiêu tiền, còn dư lại được bao nhiêu tiền. Ngày trước là đi làm việc ở trên đấy là có một cái ở trên đầu rất là hay là mình không có chỗ để tiêu tiền ăn uống. Hồi đấy buổi sáng là tính giao tiền Việt Nam thì hay tiêu tiền, đi chơi có giảm bao nhiêu đâu anh, ra câu chỉ có câu thôi, ra đây cứ ra câu xuống mua thịt bò thịt heo đồ về ăn uống thì cứ đi một đi chơi tuần một lần về ăn bãi sái mà là chỉ có tiền tiền ăn với tiền ở thôi, còn về tiền điện thoại còn lại không có mất tiền gì hết. Thì một tuần thì trung bình làm dao động ít thì khoảng cỡ 800, nhiều thì có khi đỉnh điểm có khi được gần 2.000. Dạ, trung bình ra thì khoảng cỡ ngân 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 hai đi. Dạ. À, rồi, từ ăn uống sinh hoạt một tuần khoảng 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 200 thôi, còn dư khoảng ngàn thì một tháng thì ngàn. dao động khoảng cỡ 3.500 đến 4.000 gì đó. Năm nhân lên 3.500 nhân cho 10 là ra 35.000, thì thêm 2 tháng nữa là cỡ đâu 40 bốn mấy ngàn á đó, đó năm các bạn tiết kiệm á. Khi các bạn đi làm hai chốt là không có thời gian để tiêu tiền Dạ, được rồi, anh nào mà chịu khó làm hai chóp mà rồi. cay được dân cay ấy, thì nhiều tiền lắm. Đấy là ở trên đó, còn xuống đấy thì nhiều nhiều người mà họ như bón gà thì nhiều tiền lắm, không có dưới 2.000 một tuần ấy. Có điều là các bạn có chịu làm hay không thôi, còn công việc là không bao giờ thiếu. Rồi mình nói thêm nữa là như Thành đã trải nghiệm được nhiều rồi, Thành thấy đó, và Thành đi đi nhiều quá đó, thì các bạn thấy là có cái chuyện mà ăn ở là cái chuyện rất là dễ, cái chuyện làm nó mới khó đúng không, ăn ở rất là dễ, tại bạn ăn thì bạn xài xài tiền mà, bạn ở bạn cũng xài tiền mà, người ta phục vụ bạn mà. Airbnb rất là nhiều, đầy trên mọi nơi, mọi góc ngách trên thế giới, chỗ nào cũng có. Thậm chí bạn vô sa mạc cũng có người Airbnb cho các bạn ở, chứ đừng có nói là phải ở đất liền. Cứ đi thôi, đâu có gì đâu ngại. Các bạn ngại là các bạn thất bại thôi chứ sao. Mấy bạn qua đây rồi đó, mà mấy bạn không kiếm được việc làm đó, là theo em là lý do là sao? Ví dụ cái thời gian trước thì em nghe mọi người ở đấy hồi lâu năm thì họ bảo ngay trước cái cạnh tranh sinh viên quá nhiều, cạnh tranh vô các kiểu với giá cả công cả giá cả tiền lương thì thấp, nhưng mà em thấy giờ thì việc quá là nhiều luôn ấy. Anh nào mà không có tà làm thì chỉ có lười thôi, nói như thầy Huẩn nói chứ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có thôi, chứ bên này việc thì nhiều, bên này chứ con trai có sức khỏe thì thiếu gì làm hàng ga này, rồi còn không thì làm hàng này hàng kia này, người ta tuyển đây tiếng Anh không cần giỏi, em có giỏi tiếng Anh đâu, cứ cứ lên mạng đấy Google Translate đấy, người ta cũng lên mua mấy cái báo ấy, báo Tuần San này báo này kia của Việt mình ấy cũng đăng đây ấy. Hay là con gái thì thiếu gì, con gái thì vô neo bây giờ người ta còn cứng như cứng con ấy, hứng như hứng hoa mà lưng như cứng á. Chịu khó họ đào tạo khoảng một tháng 2 tháng gì không lương, hay là lương thấp chi đấy thì mai mốt đi làm con gái là em thấy vô neo lên nhiều đấy, còn không thì cứ nhà hàng rồi đi chạy ban rồi là ra đứng các cái shop bán nhiều lắm, có thiếu việc đâu. Thì khắp mọi nơi mà bây giờ ta đang cần mà, tại giờ thiếu người nhiều lắm. Bây giờ mới mở cửa cho đã mở cửa sơ sơ cho du học sinh quay trở lại rồi, rồi nói chung là mấy cái visa khác nó cũng mở từ từ rồi đó, thì năm sau là chắc là cũng đỡ, nhưng mà cũng thiếu thiếu lao động trầm trọng. Có những cái ngành giống như ngành farm là người Úc người ta không chịu làm đó, bạn thấy quẩn đi quẩn lại là người Úc người ta chỉ có xài máy thôi, đa số dân châu Á mình bây giờ làm farm khá nhiều quá các bạn, châu Á với lại châu Âu. Ở trên đấy farm người farm siêu kinh điển nhất vẫn là người Đông Dương mình anh, người Campuchia ấy, có nhiều ông chủ farm ấy lắm, ghế lắm, to farm lớn mà làm lâu năm ấy anh, kiểu họ có cả nói chung cái cơ ngơi của người ta tính bằng cả chục triệu đô ấy. Người Việt mình cũng nhiều người giỏi lắm, có người Việt kiều người người Mỹ em cũng có gặp lần gặp ông người Mỹ bay về bên ở bên này, có mấy cái farm ở bên này cũng làm chủ farm xoài cũng nhiều tiền lắm. Còn Việt Bạn cứ đi thôi thì nó sẽ ra việc thôi à. Bạn nói ngồi chỗ mà kêu việc nó tới nó đón các bạn là có. chung là kiểu kiểu mình mà muốn có kết quả mới thì phải có hành động mới thôi, chứ con ngồi yên một chỗ mà ấy thì chơi thì làm sao mà được.
Nói chung là không biết thì cứ hỏi thôi, không hỏi chỗ này hỏi chỗ khác. Nhiều người mà giờ em thấy anh họ biết là họ chỉ hết à, có thiếu gì như vậy đâu. Cứ có một cái nhất tức là mình hãy ngại, mình mà càng ngại lắm được, đi ra ngoài là phải cứ mạnh dạn này. Đặc biệt là khi mà không quen biết ai thì cứ hỏi thôi. Lúc mà Thành xuống với Melbourne này là những cái công việc Thành đang có là bạn bè giới thiệu hay là đọc báo hay là tự xin hay là sao? Như cái việc em đang làm hãng này thì đợt đấy là trùng đợt lockdown thì lấy ít việc, thế là đợt đấy thì chỉ có hàng mới mở hàng thịt đấy, hàng đồ mới cho làm đúng anh nhỉ, đợt trước đấy đấy à, thế là đợt đấy hết việc, thế là em cũng đi ra chờ mấy đứa hỏi. Đợt trước đi chuyển nha thì lại có cái bảo tuần sán đấy à, biết cái bảo tuần sán thì thôi chờ đi mua về thấy mấy cái đồ chỗ đấy thì handyman đi tuyển người này kia đâu, là kiểu mà em hỏi thì cũng hơi xa tí thôi. Thầy hỏi hàng, thấy hàng thịt thì bảo ok ngày mai lên thử việc nha em, ngon về đi luôn, ngày mai hẹn lên gặp. Thầy bảo ngày một đi làm nên thì đi thôi, thầy làm đấy cùng vui cũng được, thế là em quen rồi thì em làm luôn. Bởi vì ở đây là có báo này, trong này là có báo đủ thứ, mình cần ai thì mình gọi mấy cái anh ở trong này đi làm cho mình à. Hôm đấy là em cũng hay may một cái là hay đợt đấy là biết xong ấy, em bắt đầu lưu lại mấy cái số điện thoại khẩn cấp chẳng hạn này, thờ sửa khóa này, thờ sửa xe lưu đồng các kiểu này. Ôi hôm sau xe đợt đấy đi con xe cùi thế, may sao nó hỏng xe cái, thế là gọi thằng kia để nó sửa cho luôn, máy thế không có là cũng hết tốn quá tiền, nó thô về cũng hết mấy trăm rồi, không giỡn đâu. Dạ hư xe mà vừa tốn tiền chở về nhà hoặc chở tới hãng, tốn tiền lắm, không biết là tốn tiền dữ lắm. Dạ. Mấy công trình đó, anh không có người làm hoặc là thợ bận quá đó, anh gọi thầu phụ hết rồi. Mấy anh này anh tới làm hết cho anh. Dạ. Anh được gọi anh khác. Dạ. Đâu phải phụ thuộc vào ai đâu, mình chẳng sợ nào đó. Mình có chóp rồi là không sợ ai đó. Anh không làm đúng không? Anh không làm đúng không? Kêu ông khác. Dạ. Ông khác không làm đâu, kêu ông khác nữa. Thiếu gì người, ở trong này có cả trăm người ở trong này nè. Dạ. Quan trọng là có job là vua rồi, có job là anh em đổi việc là nhiều lắm. Thêm một cái nữa mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cuộc sống ở Úc á, là nó không có dành cho những người lười biếng đâu, mà nó cũng không có dành cho những bạn nào mà nghĩ mà qua đây có nhiều cái cây mà nó có sẵn tiền $100, $50 mình tới đây mình hái về ăn thôi. Không có đâu, bạn phải đi cày, bạn phải đi làm rồi này nọ, một thời gian bạn giỏi rồi bạn mới lên làm chủ, rồi sau đó bạn thuê thợ thuê thầy. Giống như mình bây giờ, còn bạn không chịu làm thì không có đâu. Bạn còn không biết nghề nữa thì sao mà bạn thuê người khác vô được? Người ta vô người ta vẽ rồi bạn cũng đuối luôn á. Nói chung là đi Úc thì mọi người chuẩn bị tinh thần không có mau hông đâu. Nói chung là bên này là họ gọi là kia làm theo năng lực mà hưởng theo sản phẩm. Anh muốn có tiền anh phải làm, phải bỏ sức. Không có sức người thì sức đầu sức óc mình. Đầu óc của mình cũng được chưa quen bên này, môi trường bên này thì khó hơn, thì trước mắt phải làm chật tay, quen môi trường, quen công việc thì mới chuyển sang làm đầu óc một tí. Nhiều ra làm riêng này kia như anh Tâm ấy thì cũng cả một quá trình, nhưng mà sang phải lao động. Bên này trả lương theo giờ ấy nhỉ, nói chung là cứ làm nhiều thì ăn nhiều, mà làm ít ăn ít. Anh nào mà chăm làm thì nhiều tiền, không có làm thì không có tiền thôi. Thì các bạn làm, các bạn suy nghĩ như thế này, ví dụ như mình đi nhận một cái job đi, nhận cái job mình cho đơn giản $1,000 đi, nó đơn giản. Thì nếu mà các bạn đi làm cho người khác á, thì bạn phải làm nguyên tuần 40 tiếng, một tiếng là bạn được trả $25 đi, thì bạn làm 40 tiếng thì bạn sẽ được trả $1,000 đúng không? Thì thay vì đi nhận một cái job, nếu mà mình ngồi đó mình cày nguyên một tuần thì mình nhận được số tiền là $25 một giờ, đúng không? Yeah. Là coi như bạn làm 5 ngày. Còn nếu bạn giảm xuống bạn làm khoảng 2 ngày rưỡi thôi, thì bạn được $50 một giờ, đúng không? Đúng rồi. Nếu bạn giảm xuống tiếp, bạn làm trong vòng 1 ngày xong cái chốt đó luôn, thì bạn nhận được 1 ngày $1,000. Thì là bạn lấy 1,000 đồng, bạn chia cho 8 tiếng. Thì mỗi tiếng của bạn là được $125. Đó các bạn, đúng không? Thấy không? Bạn cứ nói chung là bạn cứ làm tốt cái việc của các bạn, mà bạn làm thiệt là nhanh. Và đối với bản thân mình là mình không, sức của mình là nó không khỏe như mấy bàn tay được. Mình cao có 1m7 à, chứ mình không cao 1m9. Mình không nặng 90kg với mấy bàn tay, đúng không? Thì mình phải dùng cái đầu óc, dùng máy móc. Giống như hôm bữa mình nói với mấy bạn trẻ, bạn Thiên, rồi mấy bạn học viên, mấy bạn bạn Khôi, bạn Long, mấy bạn học viên trẻ đó. Nói, bây giờ em đi nhổ cái cây, rồi em phải cuốc cái gốc xung quanh nó lên.
xong rồi em phải tốn đâu đó một tiếng đồng hồ em mới nhổ được một cây, em phải cưa nó đi rồi xong bắt đầu em mới nhổ nó, trong hồi nó xước cho người em. Cái xong mình mới nói với bạn, thôi mấy bạn làm gì chi mất công vậy, bây giờ một tiếng đồng hồ ba bạn nhào vô nhổ cái cây thì mình mất hết 3 tiếng, trả lương cho mỗi bạn là bao nhiêu tiền? Các bạn suy nghĩ, ồ cái này chắc mình nhổ hết mười mấy cây này chắc là tới tối luôn á. Mình nói thôi các bạn ngồi im nó đi, một mình làm thôi, rồi mình làm trong vòng khoảng 15 phút nhổ hết khoảng gần 10 cái cây. Hả? Ừ, thiệt không á, làm gì mà có, chém gió nữa rồi. Rồi mình nói rồi được rồi các bạn ngồi im đó nha, không cần các bạn đụng vô, một mình làm thôi. Mình gắn cái mình dỡ lấy trong xe ra cái sợi dây thép, cái sợi dây mà dây nó bẹ này nè các bạn, dày như vậy nè, mình cột vô cái gốc cây kéo, rồi sau mình kéo vô trong cái xe truck của mình đó, cái xe đó nó kéo được 4 tấn, mà mấy cái cây đó làm gì mà tới 4 tấn, vô cái pa xong trong vòng mười mấy phút xong hết 10 cây, nó rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Cái mình nói mấy bạn đứng xa ra nhìn thôi, quay phim thôi, không cần làm gì hết. Các bạn thử nghĩ đi, thứ nhất là người châu Á mình, cho dù có khỏe có mạnh cỡ nào thì cũng không có khỏe bằng mấy bạn Tây được đúng không? Hoặc là không khỏe bằng mấy bạn gốc châu Phi. Có tại mình là nhân viên Tây có, châu Phi có, khỏe lắm, mình biết mà sức người làm sao mà so với lại sức xe thành biết lái forklift đó. Rồi các bạn thử nghĩ coi, sao con người khiêng nổi cái ba là được, chỉ có forklift mới khiêng nổi thôi. Dùng sức người chi, lấy forklift với cẩu phát là xong. Rồi cái xe của mình để làm gì? Cắn vô cái đuôi xe kéo bạc xong hết đó. Nên các bạn có suy nghĩ làm là work smart không phải work hard. Work hard cũng tốt nhưng mà work hard dùng ở trường tình huống khác, còn các bạn work smart tốt hơn đó. Có những cái tình huống như vậy là bạn tiết kiệm được bao nhiêu công, bạn tiết kiệm bao nhiêu sức đó, rồi tiết kiệm bao nhiêu tiền đó. Để cho các bạn biết là khi mà mình suy nghĩ và mình suy nghĩ cái đầu của mình suy nghĩ, à tôi cũng biết tôi cũng bỏ ra một ngày 8 tiếng, nhưng mà 8 tiếng của tôi thì kiếm được 300 500, 700 hay 1.000 đô một ngày, thay vì những người khác người ta bỏ 8 tiếng người ta chỉ kiếm được 100 hay 150 thôi, hoặc là 200 thôi. Đó, mình muốn tóm lại video này cho các bạn. Các bạn như Thành có cái gọi là Working Holiday Visa là quá là sướng rồi, không cần phải học hành gì hết, chỉ có đi làm thôi. Thì các bạn nào có visa đó thì cố gắng mà qua đây để trải nghiệm đi làm, thì bạn sớm hòa nhập với cuộc sống Úc rồi xong rồi ở lại định cư, rồi sau đó rồi đầu tư, nhiều thứ còn đang đợi bạn tương lai phía trước mà. 20 mấy tuổi còn quá trẻ mà các bạn. Các bạn mà nếu mà con trẻ ấy, xác định con trẻ mà muốn trải nghiệm thì cũng nên thử một cái. Không đi Úc cũng được thì có rất nhiều nơi để đi, cũng có diện working and holiday, không có Úc thì cũng có châu Âu này, có hình như Hàn Quốc cũng có nữa. Nước ngoài cũng có nhiều nơi lắm, nên mình cứ trải nghiệm thôi, đi khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm như đấy cũng được, để mình về mình có những cái mới. Nhưng thứ nhất là trong cái suy nghĩ của mình cũng có cái nhiều cái nó đổi mới hơn tí, nhưng có những cái trải nghiệm biết đâu đem về mình áp dụng vào công việc cuộc sống hay là gia đình của mình sau này cũng được, cũng nên, biết đâu thì mình đi lại gặp một vài điều may mắn hơn nữa, biết đâu thì chẳng hạn như sang đây bạn gái nào với được anh Tây nào to cao đẹp trai nha, thì cũng có thiếu gì ngoài tiền thì lại càng đặc sắc luôn, đồ bánh luôn đó, và may đổi đời. Tây nó thích gái Việt lắm, mà đặc biệt bé nào xinh xinh cả dễ thương ấy là cũng dễ anh nhỉ, quá xuất sắc luôn. Gái qua đây thì dễ lấy chồng hơn, còn nam qua đây thì các bạn phải vất vả hơn chút xíu, nhưng mà anyway thì bạn đi qua đây bạn muốn kiếm vợ thì cũng không có khó đâu. Mà không khuyến khích về vấn đề đó, vì mình nên chung cái gì do mình gây dựng bàn tay mình thì nó bền hơn. Mà đó chẳng hạn như duyên số đến thì nó là quá tốt rồi. Còn cơ hội thì nói chung là ở phía trước, mọi người cứ mạnh dạn mà trải nghiệm thôi. Ok, nãy Thành chia sẻ một cái anh thấy cũng hay, mình muốn mở rộng chút xíu trước khi kết thúc, là khi các bạn đi nước ngoài á, cho dù bạn đi nước nào thì thứ nhất là bạn có trải nghiệm, thứ hai là bạn những cái kinh nghiệm đó hoặc là bạn đi bạn học được cái gì đó ở nước ngoài bạn có thể áp dụng về Việt Nam nếu bạn muốn quay về. Thì nó có đó cái điều rất hay, nhiều khi bạn học được cái gì đó hay ở bên này về bạn áp dụng, có khi bạn thành công ở đất nước Việt Nam thì sao, có khi là nhiều khi là bạn trở thành một cái đại sứ của 2 công ty ví dụ vậy. Rồi ok, thôi kết thúc ở đây ha, cảm ơn Thành. Rồi, cảm ơn Thuận. Cảm ơn Thành, hy vọng là sớm gặp được Thành ở bên đó. Ok luôn, hôm nay qua đây anh em mình gặp nhau thì vui quá đi nha. Bye mọi người. Rồi. Bye bye.